Hai mọi người mình là Hương Lan, mình đang là sinh viên năm cuối. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là mình đã tốt nghiệp rồi. Ngày mình muốn làm việc nếu có tiếng Anh sẽ là một lợi thế rất lớn. Nhưng do không được giao tiếp tiếng Anh thường xuyên, cộng thêm lịch học dày đặc, nên mình không thể nào đi học ở ngoài trung tâm được. Do thế, tiếng Anh của mình rất là kém. Tình cờ được bạn mình giới thiệu cho khóa học tiếng Anh Life Class tại Ames English và mình học thấy rất là hiệu quả nên mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người đây. Khóa học này sẽ giúp mọi người nâng cao được khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân, tự tin hơn trong giao tiếp với những ưu điểm như thời gian học linh hoạt, phù hợp với lịch trình dày đặc, cải thiện kịp thời lỗi phát âm, trọng âm và ngữ điệu, dễ dàng sử dụng ứng dụng và có thể học mọi lúc mọi nơi kể cả trên điện thoại, iPad hay là máy tính. Chủ đề học phù hợp với môi trường làm việc, giúp phản xạ nhanh trong giao tiếp, lộ trình phù hợp với trình độ của từng học viên. Giảng viên 100% là giáo viên bản địa, giàu kinh nghiệm, theo sát quá trình học của chúng mình. Cam kết phát âm chuẩn sau 2 tháng nha! Đây thật sự là một khóa học hiệu quả cho những người bận rộn như mình. Những bạn nào đang có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp mà lịch trình công việc bận rộn thì tham khảo khóa học này nha.